Trong cái phim Mùi Đu Đủ Xanh thì anh cũng muốn nói lên cái số phận của phụ nữ đó ở những cái lứa tuổi khác nhau. Đấy, từ lúc bé họ sống và họ lớn lên như thế nào. Đó, ở trong cái sự gọi là phục vụ cho đàn ông, cho gia đình. Đấy, thì nó từ cái lúc mà còn nhỏ cho đến lúc già. Rồi khi mà người chồng đã chết rồi, mình vẫn ở đó ngồi trước bàn thờ và nghĩ đến người chồng như thế nào, như thế nào. Đấy, tuy là những cái nhân vật nam ở trong trong Mùi Đu Đủ Xanh đều là tệ hết, mình thấy nó rất là rõ cái chuyện đó. Thì cái mà Hùng nói là cái đó, tất nhiên là Hùng cũng có thể làm cái phim vào cái cuối thế kỷ 19 với một cái nhân vật nữ mà họ chống lại tất cả, cái đó cũng có quá nhiều người làm rồi. Thì cái mà Hùng thấy nó thú vị đó là cho nhìn thấy những cái nhân vật đó vào cái thời đó họ thật sự là như thế và họ đã sống một cái cuộc sống như thế.